bí mật đằng sau việc Nga liên tục đe dọa tấn công hạt nhân. Một vụ nổ hạt nhân có sức mạnh tương đương hàng ngàn đến hàng triệu tấn thuốc nổ TNT tiêu chuẩn, đủ để hủy diệt một khu vực hoặc cả một thành phố rộng lớn đến hàng chục km vuông. Khi mà cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới đe dọa sẽ sử dụng đến kho vũ khí vô địch của họ, các chính trị gia bên đối thủ sẽ có thể phải đau đầu, còn nhiều người dân lo xa sẽ sợ hãi. Thế giới không có đủ 6.000 thành phố lớn để kho vũ khí hạt nhân của Nga phá hủy. Nếu họ lựa chọn đòn tấn công khủng bố này, tất cả sẽ hóa ra tro tàn. Vấn đề chúng ta cần chú ý ở đây là vì sao Nga lại đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khi đang trong cuộc chiến, thay vì dùng nó để trấn áp Ukraine và phương Tây ngay trước khi xảy ra chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine dưới vỏ bọc là một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi phát xít hóa Ukraine. Lý cớ được đưa ra thậm chí còn sau khi đã bắt đầu cuộc chiến. Sau hàng tháng trời chuẩn bị dồn quân đến biên giới phía Tây, thậm chí còn mượn cả đường bên Belarus với mong muốn ép chặt Ukraine từ ba hướng, Bắc, Đông và Nam vào ngày 24 tháng 2. Đến ngày 27 tháng 2, trong cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao, ông Putin ra lệnh đưa lực lượng răn đe của quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt, mà lực lượng răn đe này ám chỉ bộ ba hạt nhân của Nga. Nếu như Mỹ hay NATO có một động thái quân sự nào nghiêm trọng như đưa quân vào Ukraine hỗ trợ chính quyền Zelensky hay là có điều động nào đó bất thường với lực lượng hạt nhân của họ, thì hành động của Tổng thống Nga là hoàn toàn hợp lý. Nhưng những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga đã phát động cuộc chiến được 3 ngày và gặp phải sự kháng cự rất mạnh từ phía Ukraine, cùng với những đòn trừng phạt từ phương Tây mà Nga có thể đã đoán trước rất rõ ràng trước khi phát động cuộc chiến. Điều này khiến cho người ta nghi ngờ về sức mạnh của quân đội Nga và sức chống chịu của nền kinh tế Nga. Ngay cả khi phương Tây bắt đầu viện trợ vũ khí cho Ukraine một cách mạnh mẽ, sau khi nhìn thấy cơ hội tồn tại của quân đội Ukraine trước đội quân hùng hậu của Nga, và việc báo động đến kho vũ khí hạt nhân của ông Putin lúc này chỉ đơn giản tiết lộ cho thế giới thấy một bí mật mà phương Tây mất bao công sức và tiền bạc để nghiên cứu về sức mạnh quân đội Nga rằng quân đội Nga yếu ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù cho đến nay, phương Tây viện trợ cho Ukraine lượng vũ khí, trang bị và hàng hóa hậu cần rất lớn, tuy nhiên nó chỉ dần đến qua từng ngày, từng tuần, chứ không phải là ngay lập tức. Thậm chí thời điểm ông Putin đưa ra lời báo động lực lượng hạt nhân kể trên, bên phía đối diện, ông Zelensky đã phải mỏi miệng kêu gọi các nước hỗ trợ thêm vũ khí để Ukraine có thể cầm cự với quân Nga. Họ chủ yếu được viện trợ những nhu yếu phẩm quân sự cùng với trang bị phi sát thương. Lợi hại nhất trong số này có lẽ là các tên lửa chống tăng và phòng không kiểu vắt vai. Những vũ khí cá nhân rất mạnh nhưng lẽ ra không thể gây trở ngại lớn đến thế cho một đội quân được đánh giá hùng mạnh bậc nhất thế giới. Đội quân có những thứ lẽ ra phải đủ sức đương cự hoặc tranh phong với quân đội Hoa Kỳ ở bên kia đại dương. Báo chí Nga hay kể về câu chuyện thời niên thiếu của Tổng thống Putin, khi mà ông ta còn là một đứa trẻ và sẵn sàng đấu tay đôi với những đứa trẻ lớn hơn để đòi lại lẽ công bằng mà không dùng đến vũ khí hay gọi người trợ giúp. Hình ảnh này chỉ nhìn qua sẽ thấy nó chứa đầy sự can đảm và nghĩa hiệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn đến hành động đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi gặp bất lợi trong cuộc chiến xâm lược một quốc gia nhỏ hơn về quân lực nhiều lần, chúng ta sẽ thấy một hình ảnh đối lập giữa một Putin trẻ con và một Putin tổng thống. Nhìn kỹ, sẽ thấy hình ảnh đại trưởng phu dám làm dám chịu ông Putin xây dựng bao nhiêu năm nay, có lẽ chỉ là hình ảnh không thực tế. Điều này càng đáng cười hơn khi chính Nga đã hứa vĩnh viễn không xâm lược Ukraine để đổi lại Ukraine phi hạt nhân hóa chính họ và giao lại tất cả các đầu đạn hạt nhân họ được thừa hưởng từ Liên Xô cho chính Nga. Nga đã phá vỡ lời hứa mang tính vĩnh viễn kia sau chỉ chưa đầy 30 năm theo một cách thức không thể tệ hơn. Nhưng lời đe dọa của Tổng thống Nga đương nhiệm dường như không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Không có một quốc gia nào thực sự coi trọng lời đe dọa của ông Putin, ngoài một vài chỉ trích mang tính ngoại giao từ các chính trị gia. Thậm chí, người ta còn không cố tìm hiểu xem trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt của lực lượng hạt nhân trong câu nói của ông Putin rốt cuộc là trạng thái như thế nào. Khái niệm mà chỉ mới được phát minh ra đúng trong khoảnh khắc đó.
trong khi năng lực quân đội Nga bị bó lại rất nhiều vì vấn đề ngân sách trong nhiều năm, đặc biệt là giai đoạn sau khi Liên Xô tan rã và sau cuộc khủng hoảng Ukraine, thì năng lực hạt nhân là một trong hai con bài chủ chốt mà Nga có thể mang ra để mặc cả với phương Tây. Còn con bài còn lại là dòng chảy năng lượng. Chiến thuật cây gậy và củ cà rốt được Nga sử dụng thành công trong rất nhiều năm. Củ cà rốt mang lại nguồn ngoại tệ mạnh vô cùng quý giá cho nền kinh tế không cân bằng của Nga. Còn cây gậy thì củng cố mạnh hơn cho sự lệ thuộc của phương Tây vào vườn cà rốt và giúp cho tiếng nói của Nga mạnh mẽ hơn trong các vấn đề quốc tế. Kỳ lạ là châu Âu trong nhiều thập kỷ thấp thỏm lo sợ nguy cơ bị Nga tấn công hạt nhân, lại điềm nhiên coi nhẹ lời đe dọa của Tổng thống Putin mà tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời giáng thêm vào Nga những đòn trừng phạt còn nặng nề hơn nữa. Có lẽ họ đã nhận ra diễn biến trên chiến trường thực địa Ukraine, một đội quân Nga không đáng sợ như họ tưởng tượng trong suốt nhiều năm. Điều này khiến cho những lời nhắc nhở thế giới về vũ khí hạt nhân Nga tiếp theo của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào hôm 25 tháng 3 và lời khẳng định lại của cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng và đương nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vào ngày 26 tháng 3, ngày sau đó càng trở nên vô vị. Trước cuộc chiến, trong khi lấp lửng về khả năng liệu có tiến đánh Ukraine hay không, chính quyền Putin chưa từng nhấn mạnh vào khả năng sử dụng kho vũ khí vô địch của mình. Không phải họ bỏ quên thứ đã giúp họ đe dọa phương Tây mấy chục năm nay để sẵn sàng đón nhận một kết quả khó khăn trên chiến trường như hiện tại, mà đơn giản họ đã khá chắc chắn trong việc đè bẹp quân đội Ukraine và chính quyền Zelensky non nớt. Không may, như một câu nói nổi tiếng thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kế hoạch đánh chiếm toàn bộ Ukraine trong 2 tuần đến nay đã ngã ngũ rằng nó đã thất bại. Ngoài tổn thất to lớn trên chiến trường, cùng áp lực hậu cần và chiến phí ngày càng tăng, nền kinh tế của Nga cũng phải gồng mình chống đỡ những lệnh trừng phạt thương mại và ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới. Liệu ai có thể nói Putin thành công trong thời điểm này và dự báo một kết quả khả quan cho quân đội Nga ở vùng Donbass? Và liệu rằng Vladimir Putin có sẵn sàng nhấn nút bấm hạt nhân nhắm đến Ukraine và phương Tây? Xin hãy đợi hạ hồi phân giải. Quân sự mở, xin chào và hẹn gặp lại!